Xin chào bạn đã quay trở lại với kênh bán hàng trực tuyến săn hàng rẻ.net. Live shop săn hàng rẻ xin giới thiệu về khách hàng một mã nồi cơm điện cao tần tách đường của Panasonic nhé. Sản phẩm chuẩn chính hãng, bảo hành 12 tháng. Đây là mã model mới của Panasonic. Công nghệ đấu sẽ là công nghệ đấu tách đường và chín cơm bởi công nghệ cao tần, nên là cơm sẽ bền ngon và giảm được lượng đường nạp vào trong cơ thể nhé. Đó. Bây giờ là mình sẽ bóc nguyên hộp này. Màu thì màu đen nên là sẽ giúp cho gian bếp nhà mình trở nên gọn gàng hơn. Sản phẩm của Panasonic thì mỗi một nồi là sẽ có một phiếu bảo hành đi kèm như thế này. Trong quá trình mình sử dụng ấy, mình nên liên hệ tổng đài để được hỗ trợ cách sử dụng nếu như mà mình vướng mắc ở một cái khâu chế biến nào đó nhé. Đây là bên nguồn này và một cái thìa cơm này. Xúc định hình của mình đó. Hàng này rất là đẹp nha. Nặng. Wow, rất là nặng. Đặt lên. Màu đen giúp cho nhìn cho gian bếp nhà mình sẽ trở lên gọn gàng. Đó, chúng ta bóc lên, chúng ta đẩy lên. Đây là vỉ hấp nha. Inox. Đây là nồng nồi này. Đây là công nghệ cao tần nên là cái đáy của chúng ta sẽ như thế này. Công nghệ cao tần là hơi của chúng ta sẽ, cơm của chúng ta sẽ chín từ bên trong và hạt gạo. Và cái điều đặc biệt của nồi cơm Panasonic đó là men chống dính ạ. Men chống dính này là men chống dính phủ bột kim cương, nên là hạt cơm của chúng ta sẽ được luân chuyển trong cái quá trình mình nấu ấy. Hơi nhiệt vào thì nó sẽ đảo cho hạt gạo của chúng ta quay tròn, và như thế sau đó nhiệt nó sẽ sinh ra từ bên trong của hạt gạo và nó chín lan ra bên ngoài, nên cơm của chúng ta sẽ được chín đều từ bên trong. Bên ngoài này là inox nha. Đó, hàng rất là đẹp này. Và đây là cái phần viền để chống khí này, cái gioăng này để chống thoát khí nha. Và nồi cao tần thì sẽ không có phần thoát nước ở bên ngoài, do 100% cái lượng nước nó sẽ được nấu chín của cơm nên là sẽ không bị thoát hơi ra ngoài nha. Đó, và đây là chế độ hiển thị này. Khi chúng ta bật lên thì cơm này của chúng ta đã ở chế độ nấu nhanh rồi, thì chúng ta chỉ cần ấn start thôi. Còn lại có các cái chế độ ở đây là cơm gạo nứt, hoặc là cơm gạo quina, hoặc là chúng ta có nấu chế độ tách đường thì nó đều hiển thị hết ở đây nha. Đó, mã sản phẩm là HL151 ạ. Màu đen rất là phù hợp với thị hiếu của người trẻ bây giờ. Chúng ta thích tiết kiệm không gian bếp, một sống một cách tối giản nha. Nên chúng ta có thể nghiên cứu sang mã này. Trên này nó có một cái lớp ni lông bọc cái phần trên bảng điều khiển, thì chúng ta có thể bóc ra ở phần này nhé. Đó, hàng chuẩn chính hãng, hàng có sẵn tại web săn hàng rẻ.net. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.